Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ Lại là mình đây Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một số những cái câu chuyện về đánh future Thì nếu như mà bạn là một người mới tham gia vào câu chuyện giao dịch phái sinh Thì lời khuyên đầu tiên của mình đó là các bạn hãy nên dừng ngay cái việc đó lại Bởi vì giao dịch phái sinh không phải là cuộc chơi dành cho những người không có kiến thức Không phải cuộc chơi dành cho những người ít kinh nghiệm trong cuộc chơi này thì có đến 100 người thì đến 95 người sẽ mất tiền ba người thì có thể là ngấp nghé mức hòa và chỉ có hai người thì thắng thôi nhưng tất nhiên là hai người thắng thì thường là thắng rất lớn bởi vì họ sẽ thắng cái phần lợi nhuận của 97 người còn lại mà thế nhưng mà mọi người biết rồi đấy, tỷ lệ cạnh tranh nó rất là khó vì thế nếu bạn là một người mới các bạn chưa biết gì về phân tích kỹ thuật các bạn chưa biết gì về phân tích biểu đồ các bạn không biết về cách kiểm soát vốn kiểm soát uh, rủi ro quản lý cảm xúc thì không nên chơi cái còn nếu như các bạn vẫn quyết định chơi thì khả năng 99% là các bạn sẽ mất tiền và sẽ mất nhiều tiền cái còn để mà không mất tiền thì các bạn nên theo dõi hết những cái video trong cái list uh, future này của kênh của mình thì mình nghĩ rằng là cái quá trình chơi các bạn sẽ giảm thua lỗ hơn và sẽ nhanh đến cái ngày chiến thắng hơn uh, vậy thì chủ đề đầu tiên chúng ta nói với nhau trong video này đó là những cái loại phí mà các bạn sẽ mất khi mà các bạn tham gia chơi future trên binance cũng tương tự như ở các sàn khác đây là các loại phí nhé sẽ còn một số những cái vấn đề ở phía sau nữa ngoài phí ra mà các bạn cần quan tâm trong quá trình các bạn giao dịch thế thì đây là cái cập nhật mình cũng không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu nhưng khả năng cao là đây là cái cập nhật là mới nhất đấy thế thì đây là những cái loại phí mà các bạn sẽ mất khi các bạn tham gia mở hoặc đóng một lệnh tức là khi mà lệnh của các bạn đang bắt đầu chạy thì nó sẽ tính thế trong trường hợp mà bạn chưa mở đóng một lệnh long short nào cả tức là tiền tài khoản của bạn mà chưa mở một cái lệnh nào đang chạy đấy thì các bạn sẽ không mất bất cứ phí gì hết thế còn khi mà bắt đầu bị bắt đầu mở một lệnh một vị thế thì các bạn sẽ mất những cái phí sau thứ nhất đó là cái phí mở lệnh hoặc phí đóng lệnh lưu ý ở đây là mở lệnh cũng sẽ tính phí riêng và khi các bạn đóng cái lệnh đó thì nó cũng sẽ tính phí riêng khi các bạn mở một cái lệnh long thì nó sẽ tính phí có lợi nhuận khi mà giá nó đi lên đấy thì ngay thời điểm bạn mở lệnh thì nó sẽ tính phí lần đầu tiên nó gọi là phí mở lệnh và khi mà lệnh long của bạn thành công đi lên có lãi các bạn muốn đóng lệnh thì ngay khi các bạn thực hiện lệnh đóng lệnh thì nó sẽ tính lần phí thứ hai đó gọi là cái phí đóng lệnh thế thì cái phí mở lệnh và cái phí đóng lệnh này nó có tính phí như thế nào thế thì uh, nó hiện tại đang tính cho các bạn đó là từ 0.02 hoặc là 0.04 phần trăm 0.02 hoặc 0.04 phần à, trăm và tại sao lại có cái câu chuyện là hai cái nó khác nhau như thế này thì nó sẽ có rằng là 0.02 cho cái à, gọi là maker và 0.04 cho cái taker. Tất nhiên là với người mới thì ngay ở đây thì cũng không phân biệt ở đâu thì tí nữa mình sẽ giải thích cái này cụ thể sau. Thế nhưng cứ nôm na mà người cứ hiểu rằng là nó sẽ có hai mức 0.02 hoặc 0.04%. Không muốn anh dựa trên cái gì? Dựa trên cái volume lệnh, cái volume lệnh của các bạn. Ví dụ như các bạn đánh cái volume nó là 20.000 đô thì nó sẽ là 0.02% nhân với 20.000 sẽ ra cái mức phí mà nó sẽ trừ đi đấy. Hoặc là, là là tính theo Bitcoin thì các bạn phải nhân giá thêm một bước nữa. Ờ, cái câu chuyện volume lạnh thì những cái video phía trước của mình cũng đã nói về volume khá là rõ rồi Các bạn có thể tính được ngay từ đầu Thế còn những cái mức bên dưới thấp thấp này đi ra thấp dần thế này, này Thì nó sẽ dành cho những cái người có cái mức độ VIP cao Làm nào được VIP Một là các bạn giao dịch một tháng trên 15 triệu đô thì được VIP 1 trên 50 triệu Nghe là kinh rồi đúng không các bạn Mấy chục triệu đô là ngay rất sợ rồi <laughs> Hoặc là các bạn sẽ giữ một cái số dư tài khoản lớn hơn 25 BNB hoặc cứ lớn dần lớn dần thì các bạn sẽ có cái mức phí nó giảm dần và dần dần tiệm cận đến bằng không nhưng mà đa số thì chắc là cũng không ai được như vậy đâu thế có một cách để các bạn được phần rẻ hơn đó là các bạn kích hoạt cái việc là thay vì nó trừ phí à, bằng USDT thì tất cả các phí của các bạn bây giờ nó trừ thẳng vào đồng BNB thì các bạn sẽ được giảm đi 10% so giờ so với cái thằng này Thay vì 0.02 thì mình dính ra 0.018 thôi, rẻ đến 10%. Hoặc các bạn để rẻ được hơn nữa, thay vì không phải là 0.018 thì các bạn có thể được cái mức là 0.012 thôi. Với việc là gì? Thay vì các bạn trade theo cặp USDT thì các bạn trade phái sinh theo cặp BUSD thì nó sẽ giảm phí hơn đó sàn Binance nó đang muốn các bạn đánh theo BUSD dần để cái đồng BUSD của nó được sử dụng uh, uh, nhiều hơn đấy, vì vậy nó đang hỗ trợ cho các bạn cái mức phí này rẻ hơn. thì Có thể là trong tương lai thì nó sẽ tăng dần, tăng dần cái mức phí này lên hay không thì mình không biết. thế Và nếu như các bạn đánh theo cặp BUSD mà các bạn lại còn dùng BNB để trả phí thì nó lại còn rẻ đi nữa. Thế nhưng lời khuyên chân thành của mình là các bạn nên trả phí bằng BUSD thôi. Uh, đánh vào đồng coi những cái tính toán này đôi khi cái 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 giá trị nó sẽ không được mà cụ thể cho lắm theo mình thì mình nghĩ là các bạn cứ giữ cái mức là 0.02 hoặc 0.012 và trả bằng đồng ổn định này là ổn rồi đi vào thực tế luôn để cho mọi người nhìn thấy rằng là chúng ta cùng là cặp BTC nhé chúng các bạn người sẽ nhìn thấy là các bạn đang giao dịch đây là BTC theo USDT này thì phí nó sẽ là 0.02 với maker và 0.04 với taker và các bạn nếu như các bạn thay vì các bạn không đánh theo USDT các bạn đánh BTC theo BUSD mọi người thấy không chúng ta sẽ có một cái và mọi người sẽ nhìn thấy cho mình là cái giá của các cái đồng con sẽ hơi khác nhau giá hiện tại là BTC USDT mọi người nhìn đây là mức giá của BTC này thế nhưng mà nếu như BTC BUSD thì mọi người thấy không 28 90 và 28 74 rõ ràng là hai cái mức giá nó khác nhau đó, thế cho nên là chọn theo cái nào thì các bạn phải so chạt theo cái đấy nhé. Nếu các bạn so chạt trên TradingView thì phải so cho đúng bởi vì nó có một cái độ lệch độ lệch nhất định ấy. Đấy và nếu như các bạn chơi theo BUSD thì cái phí nó sẽ rẻ hơn. Vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về câu chuyện rằng là thế làm thế nào để tôi được cái mức phí của thằng maker tức là thấp hơn. Rõ ràng là nó gấp đôi đấy, thằng taker nhìn thì nó thế thôi nhưng nó gấp đôi so với cái thằng bên này. Ai cũng muốn được cái mức phí rẻ đúng không? nhiều người đánh thì nói thế thôi nhưng nếu các bạn sờ cáp ấy cái mức phí này nó tương đối với cái là, là là ăn tiền đấy chứ không phải là ít đâu các bạn đánh không lớn một chút thì không nói chứ nhiều ông là đánh mới chơi thường hay đánh không nhỏ thì cái phí đôi khi nó chiếm hết cái lợi nhuận nhìn ở trên cái bảng lãi lúc mà đóng lệnh thấy vẫn có lời ăn 10 đô 20 đô thấy vẫn có lời ăn trăm đô thấy vẫn có lời xong rồi thấy tài khoản trả tăng này cả thậm chí lại còn giảm không biết tại sao bởi vì nó nằm do là các bạn bị trừ những cái khoản phí nhất nhắc lại là nó trừ phí cả khi mở cả khi đóng nhé chứ không là không phải một lần đâu. Rồi thế thì làm thế nào để được maker và taker? À, nói nôm na thì để mà nói với chi tiết thì nó rất là mất thời gian và chắc là những người mới thì không hiểu đâu. Thế nhưng mà cái người nếu mà và nếu muốn hiểu thì hãy cố gắng search những cái uh, Google để ra những cái người người ta giải thích chi tiết. Thế còn nôm na đó là gì? Cái người mà maker tức là những cái người mà người ta tạo ra thanh khoản cho thị trường và người taker thì là những cái người mà lấy đi cái thanh khoản đó thị trường này nó thiếu nhất là gì mọi người sẽ thấy rằng là thị trường này nó luôn nói là, là thiếu nhất là những người tạo ra thanh khoản những người tạo ra thanh khoản mới là những cái người tạo ra cái 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 bước biến động ít thay đổi ít trượt giá thế còn là thị trường nào mà thiếu thanh khoản thì nó sẽ có trượt giá nhiều rồi rất là mệt mỏi cho nên những người nào mà tạo ra thanh khoản thì bao giờ cũng sẽ được sàn nó ưu tiên hơn bởi vì các bạn là những người mà tạo ra những cái việc tốt cho thị trường vì vậy các bạn sẽ được một cái mức phí thấp hơn thế làm nào để tôi trở thành người tạo thanh khoản thì bất cứ khi nào các bạn mở lệnh các bạn mở lệnh thay vì các bạn mở lệnh market market là nó sẽ khớp ngay với cái giá hiện tại của thị trường thì các bạn dùng lệnh limit cho mình cả khi mở lệnh cũng như khi đóng lệnh thế nhiều người sẽ hỏi là mở lệnh, đóng mở lệnh thì bằng limit thì tôi biết rồi thế nhưng mà đóng lệnh bằng limit thì kiểu gì thì đó chính là việc các bạn set trước ra những cái giá tp hoặc là giá sl sẵn ra tp sl sẵn ra thì lúc đó các bạn đang đóng lệnh bằng limit thế còn nếu như các bạn đóng ngay bằng trên này nó có một cái nút market này này bấm vào phát nó đóng trực tiếp luôn với giá hiện tại này thì bất cứ khi nào các bạn mở lệnh bằng market hoặc đóng lệnh bằng market thì các bạn sẽ bị tính cái phí cao hơn và khi các bạn mở lệnh bằng limit đóng lệnh bằng limit thì nó sẽ được cái phí rẻ hơn tất nhiên nó sẽ vẫn có một số trường hợp khác nhé nếu như các bạn đặt cái giá limit nó quá gần với giá hiện tại ấy, tức là bạn vừa đặt xong phát đấy thì nó khớp luôn đấy thì có thể các bạn vẫn bị khớp theo câu chuyện là 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 cái người 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 taker. Thế nhưng mà thôi thì để cho khỏi khó hiểu thì các bạn cứ nhớ rằng là đừng dùng lệnh market lệnh market sẽ khiến cho các bạn mất nhiều phí hơn ưu tiên dùng lệnh limit vì lệnh limit sẽ khiến cho các bạn mất phí ít hơn tất nhiên cũng phải linh hoạt nhé có trường hợp đặt limit ra xong nó không khớp cho thì lại ối rồi ôi thì thà là đóng luôn market vào cho nó đỡ lỗ rồi đấy là nói với nhau về câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện về phí mở lệnh và phí đóng lệnh rồi mỗi một khi mở mỗi một khi đóng thì sẽ chịu cái mức phí này tùy vào maker taker xong cái vụ đó một cái phí thứ hai mà các bạn sẽ phải chịu khi các bạn chơi phái sinh trên future đó là gì đó là cái funding fee funding fee đây mọi người nhìn thấy đúng không ạ funding fee mình sẽ quay trở lại cho mọi người về cái thằng BTC USDT cho nó dễ mình vẫn đánh theo USDT thôi đây này mọi người nhìn thấy này funding fee trên BTC USDT là 0.008 nó là số dương nhé nhưng mà funding fee trên BTC BUSD nhé thì nó sẽ lại là số dấu âm đây mọi người thấy không cùng là đánh BTC nhưng do thanh khoản của mỗi một cặp tiền nó khác nhau nó khiến cho cái funding fee này khác nhau mình sẽ cũng không đi vào chi tiết cụ thể là funding fee nó là cái gì đâu bởi vì đối với người mới thường các bạn cũng chẳng hiểu được bạn cũng chẳng quan tâm đến thế mình chỉ nói đơn giản nó là các bạn bị tính tiền như nào thôi thế cái funding fee này thì cứ mỗi 8 tiếng một lần mọi người thấy nó đang đếm ngược không cao đao đếm ngược không nó đang cứ đếm giảm dần giảm dần này này thì cứ mỗi 8 tiếng một lần tức là một ngày chúng ta sẽ tính là funding fee ba lần một ngày ba lần một ngày thì các bạn sẽ bị trừ cái một cái phí hoặc là cộng xin lưu ý rằng là không phải cứ bị trừ đâu nhé có thể các bạn còn được cộng nữa cơ các bạn còn được cộng nữa cơ thì cái này nó nói lên là gì nó nó sẽ bị trừ và bị cộng như nào nếu như cái phân fee phi này nó đang là dương nếu như phân fee phi đang là dương có nghĩa là gì phân fee phi đang là dương có nghĩa là phe long phải trả tiền cho phe short nhớ giúp cho mình được không ạ phân fee phi khi nó đang là con số dương tức là thằng nào đang mở lệnh long thì phải trả tiền cho thằng đang mở lệnh short có nghĩa là thằng đang mở lệnh long thì mất tiền mất tiền thế thằng đang mở lệnh short thì được tiền Đấy. Chứ đây phân tích nó sẽ khác không phải là cứ là đánh kiểu gì thì cũng mất phí đôi khi các bạn giữ lệnh mà các bạn lại vẫn được tiền nữa cơ và các bạn phải theo dõi câu chuyện rằng là nó đang dương hay nó đang âm nếu nó đang dương thì long trả cho short nếu nó đang âm thì ngược lại short phải trả cho long nếu như bây giờ phân tích phi nó đang là âm một con số nào đó và các bạn đang giữ lệnh short thì có nghĩa rằng là các bạn đang là người phải trả tiền các bạn đang giữ lệnh long thì các bạn đang là người được tiền nó cũng không quá phức tạp đâu nếu mà ấy thì mọi người có thể xem lại viết ra tờ giấy để mà hiểu cái vấn đề và nhắc lại đó là cứ mỗi 8 tiếng thì các bạn sẽ trừ một lần vậy thì có những cái tình huống như sau hiện tại là còn một tiếng nữa phan Ninh phi đang dương thế có xảy ra trường hợp rằng là gần đến lúc nó tính tiền mà nó chuyển sang âm không thì có nhé hoàn toàn có thể thị trường do thanh khoản nó biến động Uh, giữa phay long phay short nó hoàn toàn là có thể biến động vì vậy thì uh, nếu như các bạn muốn tính chi tiết xem là liệu mình mất hay không thì cứ gần đến khi nào đếm hết cái tiền này này đếm hết cái giờ này, này thì các bạn vào các bạn soi thế nhưng mà các bạn thấy rằng là nó chỉ có mức phí rất là thấp 0.008 mình cứ tính hẳn nó là 0.01% đi chăng nữa thì cũng rất là thấp đúng không rất là thấp so với cả cái um, biến động của thị trường này biến động của thị trường này trong một tiếng nó có thể biến động 5 cho đến uh, 3 cho đến 5 cho đến thậm chí là 10% Thì các bạn biết rồi Nếu các bạn đánh đúng ấy Thì nó thừa sức nó trả cả cái phí funding Cả cái phí mở đóng lệnh Không có vấn đề gì cả Vì vậy lời khuyên của mình nó là Nói cho các bạn để các bạn biết về phí thôi thế Nhưng mà hãy cố gắng là việc đầu tiên là mình đánh Để cho mình đánh đúng đã Chứ đừng có nghĩ quá nhiều đến phí ờ, Những nghĩ đến phí thì dành cho những cái ông nào đánh sợi cáp Đánh kiểu ăn cắp ăn trộm Đánh kiểu cờ bạc thôi Chứ còn nếu đã là trader chuyên nghiệp thì người ta cũng không quá thì đến phí đâu bởi vì người ta bị đánh đúng thì người ta thừa sức người ta trả những cái mức đó thế thì cái funding fee phi này nó sẽ làm một cái phí nữa tính vào bên cạnh với cả cái phí mở đóng lệnh nếu như phan fee phi nó đang thiệt cho bạn thì bạn cứ để ý các bạn tính thôi nhưng mà theo mình là con số nó không quá lớn đấy là chúng ta đã nói hết về những cái phí thế thì ngoài ra có một cái phí mà mình thì mình chẳng bao giờ mình để ý đến thật sự đấy mình đã biết bao nhiêu lâu nay không bao giờ mình để ý đến nhưng mà nhiều bạn cũng hay hỏi là anh ơi tại sao em uh, bị thanh lý ngoài cái số tiền mà em tính là em bị thua thanh lý nó còn trừ thêm em một khoản tiền để bởi vì sàn Binance và một số những sàn khác nó có thêm một cái phí nó gọi là phí hình như tiếng Việt nó dịch ra là phí xóa bảo hiểm thì phải phí xóa bảo hiểm cái phí xóa bảo hiểm này nó 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 đã được tăng lên theo thời gian và tăng lên theo một cách khá là mất dạy đối với sàn À, thời điểm mình nhớ bắt đầu vào năm 19 năm 18 gì đó khi mà thời điểm mới bắt đầu có um, future thì hình như là không có phí bảo hiểm sau đó thì nó bắt đầu nó sinh ra cái phí bảo hiểm mức phí là 0,3% đối với cặp BTC 0,5% đối với những cái cặp mà có cái mức đoàn 7 lớn 75x và 0,75% đối với những cái cặp có đoàn 7 thấp hơn đấy và 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 đó là mức phí Lúc đầu không có, sau đó có mức 0,3. Sau đó nó điều chỉnh lên 0,5. Và sau đó nó điều chỉnh lên 1. Và gần đây nhất, lần này là lần gần nhất, vào ngày 11 tháng 2 năm 2021. Mình cũng không biết là hiện tại nó đã tăng lên chưa, hình như là chưa. Ờ, nhưng mà tức là cũng cả một năm trước rồi đấy. Thì nó đã nâng từ mức 1 lên đến 2%. Đấy. Và hoàn toàn có thể là mọi người thấy chỉ trong vài năm rồi nó cứ nâng tiếp, nâng tiếp, chuyện bình thường. Và cái phí bảo hiểm này là gì? phí bảo hiểm này là dành cho những người bị cháy tài khoản, cháy tài khoản hay gọi là thanh lý đấy. Cháy tài khoản hay là bị thanh lý. Thế thì chi tiết về câu chuyện là giá thanh lý là gì, làm thế nào để tính được giá thanh lý, tôi nên giữ mức bao nhiêu rồi thanh lý với cross uh, uh, margin là gì, thanh lý với isolate margin là gì thì các bạn sẽ mình sẽ làm một cái video chi tiết về nó sau. Uh, nhưng 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 mà lời khuyên đầu tiên khi các bạn nghe đến từ thanh lý hoặc là giá thanh lý thì mình xin với các bạn đó là nếu như các bạn muốn kiếm tiền lâu dài bằng cái nghề trade, nghề giao dịch này thì các bạn phải làm sao để các bạn không bao giờ bị thanh lý chứ đừng quan tâm đến câu chuyện là khi tôi thanh lý thì nó bị làm sao thanh lý như nào bởi vì là còn làm thế nào thì nó chỉ là câu chuyện quản lý vốn thôi đánh làm sao để cho cái giá thanh lý nó rất xa và giá SL, giá stop loss của mình không bao giờ nó gần cái giá thanh lý thì các bạn chẳng cần quan tâm đến câu chuyện thanh lý đâu. Thế nhưng phần lớn người chơi thì với sự cờ bạc và với sự thiếu hiểu biết thì rất nhanh thôi sẽ bị tính đến câu chuyện là thanh lý lệnh. Vậy thì cái phí xóa bảo hiểm như mình vừa nói hiện tại đó là gì? Nó đang ở mức 2% đối với đánh Bitcoin. 3% đối với đánh ETH và những cái đòn bẩy, những hợp đồng nào mà có đòn bẩy 75x. Đây, Đòn 7, 75 x đây nó sẽ hiện ra ở câu chuyện maximum đây mọi người chọn đây này. À đây mình đang để mình chưa đăng nhập nên là nó không tính được. Nếu các bạn đăng nhập vào các bạn bấm vào đòn 7 này nó sẽ có những cái đòn 7 maximum. Thì đòn 7 ở mức 75X. Cứ con nào mà có cái đòn 7 lên đến 75X thì sẽ mất 3% khi bị thanh lý. Thế còn những con nào mà đòn 7 50X trở xuống thì sẽ mất 4%. Mất 4% tất cả thì cái này tính theo cái volume lệnh của mọi người nhé tất cả các mức phí phân đều tính theo volume mở lệnh của mọi người à, và cái phí bảo hiểm này nó được xử lý như thế nào mình sẽ không nói cái quỹ bảo hiểm này để làm gì tại vì uh, nói chung các bạn bị cháy các bạn chẳng được hưởng lợi gì từ cái đó đâu cái quỹ bảo hiểm này theo mình thấy là nó chỉ dành cho những cái thằng uh, mà thật sự nó chi tiết ra nó sẽ lấy của thằng nào nó lấy của cái thằng thua cái quỹ bảo hiểm này nó sẽ lấy của cái thằng thua nó nhét vào cái quỹ bảo hiểm mà để nó trả cho cái thằng thắng tại sao nó lại cái chuyện vô lý như thế thì cứ tìm hiểu quỹ bảo hiểm chi tiết thì các bạn sẽ hiểu nhưng nôm na nó là như vậy nó lấy của cái thằng thua trong cái trường hợp thằng thua này do biến động thị trường nó quá lớn nó 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 sẽ có trường hợp thằng thua này không đủ tiền để trả cho thằng thắng thì nó sẽ phải lấy dần của những thằng thua ít nó nhập vào quỹ bảo hiểm rồi sau đó nó lấy đây nó trả thằng thắng Nếu mà nói thì nói thế thôi chứ quỹ bảo hiểm của thằng Binance bây giờ là mấy trăm triệu đô rồi chứ chả biết là lúc nào nó mới trả cho thằng thắng hay gì nhưng mà thấy là quỹ bảo hiểm nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần từng rõ là cái chuyện nó lấy của thằng thua thì lấy rất nhiều mà nó trả cho thằng thắng thì nó trả không đến thế nhưng mà nó vẫn cứ lấy mấy phần trăm trong một phát ấy vậy thì cái quỹ bảo hiểm cái nó sẽ xảy ra khi nào đó là khi mà các bạn à, ví dụ như các bạn mua bitcoin làm một lệnh long bitcoin ở giá 20.000 đô và cái giá thanh lý của các bạn cái, cái lệnh long có nghĩa là khi mà giá bitcoin nó đi lên thì các bạn sẽ thắng các bạn sẽ kiếm một tiền và khi mà giá bitcoin nó đi xuống thì các bạn nó sẽ bị thua và dần 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 thì nó sẽ chạy đến một cái giá nó gọi là cái giá thanh lý đó nó sẽ gọi là cái giá thanh lý đúng không cái giá giá thanh lý bởi vì tiền ký quỹ của các bạn nó có hạn mà mình sẽ lấy ví dụ nó là cái giá thanh lý của các bạn đây nó sẽ là 19.000 đô đi đó Tức là nếu như mà cái lệnh long của các bạn mà giá Bitcoin nó không đi lên mà nó đi xuống đến 19.000 thì nó sẽ chạm vào cái giá thanh lý. Và lúc này thì khi mà giá nó chạm thanh lý này thì ngoài câu chuyện các bạn bị thua tiền, ngoài các bạn bị thua tiền ra, thua cái số tiền mà nó chạy xuống đây ra lệnh các bạn tính trước rồi. Thì các bạn sẽ mất thêm 2, 3 hoặc là 4% trả vào quỹ bảo hiểm. 2, 3 hoặc là 4% trả vào quỹ bảo hiểm. Đấy, tức là nôm na là cứ khi nào các bạn bị chạm vào thanh lý thì các bạn sẽ bị trừ tiền. Và mọi người sẽ bảo là ôi thế sợ gì tao đánh tao để vào đây 100 đô thì thanh lý đằng nào trả trừ hết 100 đô đúng không? Không phải đâu mọi người nhá. Thông thường ấy, nếu mà mọi người để vào 100 đô ấy thì có thể là mọi người sẽ kéo được cái lệnh của mọi người không phải là 19.000 đâu. Mọi người có thể kéo được cái lệnh của mọi người xuống cái mức bên dưới này nó chỉ có khoảng là 18.800 đô thôi. Đấy thì mới thì mới cháy hết hết 100 đô. Thế nhưng mà yên tâm là các bạn sẽ không được 18.800 đô đâu. 19.000 nó đã thanh lý của bạn rồi. Và cái phần tranh này này, chính là nơi để mà nó lấy ra, nó đảm bảo nó lấy được cho các bạn cái mức, cái cái, cái phần tiền 4% đấy nó lấy. Vì vậy, cứ hiểu rằng là không phải là câu chuyện cứ để vào đây 100 đô mà sẽ bị chỉ trừ maximum là 100 đô đâu. Đáng lẽ các bạn chỉ bị thua có 95 đô thôi. Nhưng cái 5 đô còn lại nó cấu của các bạn vào cái phần phía thanh lý. Vậy thì việc lời khuyên của mình rất rất rõ ràng đó là gì? Hoặc là các bạn đóng giúp cho mình trước khi nó chạm vào thanh lý cái mức giá SL, mức giá stop loss ấy nó phải đừng chạm vào mức giá thanh lý khi nó hiện trên lệnh, đừng để chạm bởi vì cứ chạm thanh lý là mất thêm tiền. Mất rất là oan chẳng để làm gì cả. Thứ hai là nếu như câu chuyện nó dính vào giá thanh lý ấy, nó sẽ có câu chuyện là nếu mà giá nó biến động quá mạnh, nó đâm một phát thủng luôn. Thì ngoài câu chuyện các bạn mất cái tiền phí thanh lý, hoàn toàn các bạn có thể dính ra tài khoản là tài khoản của các bạn nó bị âm. Âm tiền. Âm trên cái cái ví future. Thì khi tài khoản của các bạn bị âm thì nó sẽ như nào? là các bạn sẽ phải nạp tiền vào để mà trả thôi về nguyên tắc là cái quỹ bảo hiểm mình vừa nói ở bên trên ấy nó sẽ đem bù cho những cái thằng bị âm này này thế nhưng mà mình thì mình vẫn thấy có trường hợp anh em bạn bè gửi bảo anh ơi tài khoản em bị âm thì mình bảo là em em cứ để thế xem nào nguyên tắc thì thằng Binance nó sẽ nó sẽ lấy từ quỹ bảo hiểm nó trả cho em đấy thế nhưng mà mình thấy rất nhiều trường hợp là để mãi để mãi nó không thấy trả gì cả và khi các bạn tài khoản bị âm thì các bạn vấn đề là gì các bạn không nạp rút được tiền bên support à sorry mọi người không rút được thì nạp chắc vẫn nạp được không rút được bên support. Các bạn không mở được thêm lệnh future hay là ở trên các cái phái sinh khác. Cho đến khi nào các bạn nạp tiền sang tài khoản future. Trả hết cái phần âm đi. Thì tài khoản của các bạn nó mới chạy lại bình thường. Vì thế cái phí bảo hiểm nó rất là nhiều. 3, 4, 5%. Đây hiện tại là 4%. 2, 3, 4%. Và cái phí đấy nó rất là oan ức. Cho nên là đừng để bị thanh lý. Gần đến giá thanh lý hoặc là nạp thêm tiền mà đừng nạp thêm bởi vì nạp thêm thường thường với người mới là càng gồng lỗ càng chết thôi thế nhưng nếu như bị chạm thì rất là phí vì thế hãy có hãy tập cách giao dịch có stop loss mọi người nhé tập cách giao dịch có stop loss và đó là hết những cái phần mình nói về phí những cái loại phí và những cái gì nó có thể xảy ra thế thì đó chưa hết đâu nó còn có một thứ rất là dở trên cái câu chuyện đánh phái sinh đó gọi là cái trượt giá trượt giá hay giãn giá hay là nó có cái từ nó gọi là spread ấy. Uh, mình sẽ giải thích đơn giản như sau. Khi mà các bạn mở một cái lệnh long, các bạn mở một cái lệnh long ở giá 20.000 đô. 20.000 đô và giá nó đã chạy lên 21.000 đô rồi. 21.000 đô rồi. Và nó khiến cho các bạn nhìn thấy ở trên cái mức giá nó đấy nó có ở trên cái bảng um, cái cái điện thoại hoặc là máy tính của các bạn nó có một cái mức lợi nhuận là 50 đô chẳng hạn. 50 đô, các bạn nhìn thấy giá nó hiện ở 50 đô rồi. Và các bạn đóng bằng lệnh market, đóng ngay lập tức bằng lệnh market vì các bạn muốn giữ 50 đô này lại nhưng sau đó các bạn nhìn thấy các bạn vào là tài khoản của các bạn nó chỉ dương lên có uh, 44 đô này đấy và các bạn hỏi rằng là, ô tại sao thế thì thứ nhất đó là nó sẽ bị trừ một phần phí đúng không mình nói rồi tức là ngay khi 50 đô đấy thì nó sẽ bị trừ đi một phần phí thế nhưng mà phần phí đấy các bạn mà ừ được rồi phần phí nó không phải không phải trăm thôi không thể nào mà tôi chỉ còn có 44 đô được thế thì cái vấn đề đó là gì đó là cái 44 đô này nó xảy ra do nó bị trượt giá Tức là cái giá mà các bạn nhìn thấy, các bạn định đọc nó là 21.000 Thế nhưng do thị trường nó luôn luôn không có diện đứng im ở giá 21 trời các bạn Giá nó có thể chạy lên, giá nó có thể chạy xuống Chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống Và thường thì các bạn sẽ bị cái tình huống là nó chạy xuống Tức là lúc bạn muốn đóng ở giá 21 nhưng nó lại đóng ở giá 29.50 uh, chẳng hạn Thế chính vì cái độ lệch giữa 21.000 và cái độ uh, thực hiện khi mà các bạn đóng lệnh nó lại là thấp hơn nó khiến cho câu chuyện nó bị trượt giá và nó gọi là, cái đấy nó gọi là cái trượt giá khi mà các bạn giao dịch cái sượt giá này nó có thể là nó có lời cho các bạn tức là đáng lẽ định đóng 21.000 nhưng mà do giá nó chạy lên các bạn đóng nó được ở 21.50 nhưng mà đấy nó cũng có thể ra nhé không phải là ít đâu có những trường hợp các bạn đóng trượt giá khi mà nó dương lên nhưng có trường hợp các bạn đóng trượt giá thì nó lại thiệt đi thế thì cái cái biến động này nó chính gọi là cái trượt giá và cái trượt giá này nó không chỉ xảy ra khi mà các bạn đóng lời hoặc là các bạn đóng lỗ đâu đóng lỗ thì cũng tương tự nhá nó còn xảy ra ngay khi mà các bạn mở lệnh nữa cơ à, ví dụ như các bạn định mở lệnh long lên mua lên ở giá bitcoin là 20.000 các bạn nhìn thấy giá nó đang là 20.000 các bạn mở một cái lệnh mua thế nhưng mà sau đó thì cái lệnh cái giá entry tức là cái giá mở lệnh của các bạn sau khi các bạn bấm mở lệnh ấy, thì nó lại thành là 20.075 đô và các bạn bảo là ơ tại sao nhỉ mình nhìn thấy rõ ràng 20.000 mình mở cơ mà mà tại sao cái giá mở lệnh của mình nó là 2075? Thế mà nó bởi vì giá cái trượt giá. Cái trượt giá này thường thường nó sẽ gây bất lợi cho các bạn, thường thường là như vậy. Ít khi các bạn được cái hưởng lợi lắm. Ừ, ví dụ như 10 lần thì các bạn sẽ bất lợi khoảng 7 lần hoặc là 7 lần rưỡi, còn 2 lần 2 lần rưỡi còn lại là các bạn sẽ được có lợi. Thế nhưng mà tất nhiên mọi người hiểu đúng không? Sàn mà, sàn nó sẽ có những cái đấy. Và chính những cái trượt giá, những cái spread như vậy nó cũng chính là cái chi phí mà sàn nó được hưởng đó các bạn. Ngoài bên cạnh cái phí thì nó còn được hưởng ở những cái giãn giá như vậy nữa. Và cái giãn giá này nó có thể rất là biến động trong những cái lúc thị trường biến động mạnh ấy. Thì có thể những cái giãn này nó rất là ghê gớm nhé. Nó không phải chỉ là mấy chục đô, mấy chục giá đâu. Nó có thể nhiều hơn. Và đó là cái các bạn phải lưu tâm về câu chuyện giãn giá. Thế làm nào để tôi tránh được cái giãn giá? Thì sẽ có những cái video chi tiết để mình nói về cái last price và mark price. Tức là cái giá gần nhất hay là cái giá đánh dấu đấy. Mình sẽ nói ở một cái video khác. Thế nhưng mà nôm na đó là vẫn quay lại cũ thôi các bạn dùng lệnh limit thì các bạn sẽ ít bị trượt hơn là lệnh market lệnh limit đóng hay mở hay chốt lời hay chốt lỗ thì sẽ ít bị trượt giá hơn so với lệnh market và tất nhiên phí thì cũng được rẻ hơn à, vì vậy thì nếu như các bạn chơi mà muốn chơi dài hạn thì hãy lưu tâm đến câu chuyện là sử dụng lệnh limit nhiều hơn Thế ngoài ra nữa thì có một cách để các bạn được giảm phí giao dịch à, khi cả future cả support đó là các bạn đăng ký theo link rep của sàn Uh, rep của mình Thì các cái link rep Nếu như bạn chưa bao giờ tạo tài khoản Binance Thì các bạn có thể nghiên cứu đến câu chuyện là Ở cuối mỗi cái phần mô tả của video ấy Sẽ có cái phần link rep Các bạn sẽ được hưởng Giảm 10 hay là 20% phí giao dịch thì Nó sẽ có cái dòng như thế Bấm vào Thì mọi người sẽ đăng ký theo link rep đó Tạo tài khoản mới KYC Nạp tiền vào giao dịch Thì sẽ được giảm thêm phí Khi thông qua rep Thay vì là đăng ký Không thông qua gì cả Đó Đấy là những cái ưu ái do là Mình đăng ký với sàn và tìm được cái hỗ trợ cho mọi người nhưng mà cái cách tốt nhất để mà các bạn kiếm được tiền mà không cần phải quan tâm đến phí ấy, đó là các bạn phải trade thắng đó là vấn đề quan trọng nhất và để mà trade thắng thì các bạn phải hiểu về phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật tối thiểu có thể các bạn không biết phân tích dự án không biết phân tích cơ bản thị trường thì các bạn phải hiểu về phân tích kỹ thuật thì các bạn mới có thể đánh thắng dài hạn và bền vững ở trên thị trường được ngoài ra thì các bạn cũng phải biết về quản lý vốn và quản lý cảm xúc thì mới có chiến thắng ở trong thị trường này được và mình đang có những khóa học chuyên sâu về phân tích kỹ thuật hướng dẫn mọi người cả về quản lý vốn và quản lý cảm xúc và phân tích dự án phân tích cơ bản phân tích on chain nếu như các bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp thì video về cái khóa học đó nó được ở phần cuối của mỗi một cái video nó sẽ có cái phần nhấp nháy ấy thì nếu bạn quan tâm thì có thể xem video đó để tìm hiểu thêm. À, khóa học của mình là khóa học duy nhất ở Việt Nam hiện tại đang có cái bảo hành học phí trọn đời. Bảo hành học phí trọn đời là gì thì mình có thể xem trong video. Và khóa học duy nhất ở Việt Nam có mô hình học cả về lý thuyết, cả về hỗ trợ thực chiến cầm tay chỉ việc và cả về những hoạt động nhóm giúp cho mọi người tiến bộ rất nhanh ở trong thị trường một cách khoa học nhất và ngoài ra cũng là khoa học duy nhất ở Việt Nam có một cái đó là nâng cấp kiến thức bổ sung kiến thức chọn đời cho những người tham gia mà không tăng tiền thì nếu các bạn quan tâm thì hãy xem cái video ở cuối của cái video này phần nhấp nháy cảm ơn mọi người một lần nữa nếu mọi người thấy video này hay hãy cho mình xin một like một share một subscribe ủng hộ mình comment lại những cái câu hỏi mà các bạn chưa hiểu hoặc là những câu hỏi nào đó mà các bạn muốn tìm hiểu về future thì mình sẽ làm những video mới về những cái chủ đề đó cảm ơn mọi người hẹn gặp lại